Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng năm 2023, tình hình kinh tế xã hội trên thế giới và cả nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ổn định kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều thách thức. Trước tình hình này, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, của bộ ngành về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, với việc quyết liệt thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư công, Bình Dương đã đạt được những kết quả tích cực trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, tạo động lực quan trọng cho việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị. Chương trình Công nghiệp và Đô thị hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn phóng sự phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các sở, ban ngành và các huyện, thị, thành phố khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2022, tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế xã hội, thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình. Đến nay, nhiều dự án đang từng bước hoàn thành, không chỉ tạo nên diện mạo mới cho hạ tầng toàn tỉnh, mà có vai trò quan trọng trong kết nối vùng. Trong đó, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, tuyến giao thông huyết mạch đang ở giai đoạn thi công các hạng mục quan trọng như thoát nước, trải nhựa, di dời hệ thống điện lưới sớm đưa vào hoạt động trong năm 2023. Để thực hiện được khối lượng công việc này, ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An đã triển khai đồng bộ các giải pháp tạo đồng thuận trong nhân dân để thực hiện giải ngân tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hoàn thành đúng tiến độ đề ra, tạo tiền đề cho triển khai thi công các hạng mục của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13. Theo thiết kế, quốc lộ 13 sẽ được mở rộng thêm 2 làn xe về bên phải, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương, lên quy mô 8 làn xe, nền đường rộng 40,5m. Dự án có tổng mức đầu tư 1.367 tỷ đồng, tiếp tục được triển khai theo hình thức BOT, xây dựng, kinh doanh, chuyển giao. Cùng với quốc lộ 13, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương đã được động thổ xây dựng nút giao Bình Chuẩn thành phố Thuận An với kinh phí xây dựng khoảng 571 tỷ đồng. Ba gói thầu còn lại của đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh qua tỉnh Bình Dương sẽ được gấp rút giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các thủ tục để thi công trong thời gian tới. Đó là cầu Bình Gửi bắc qua sông Sài Gòn nối Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh dài 1,3 km, nút giao Tân Vạn, giao xa lộ Hà Nội và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 2,3 km và đoạn đường từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn dài hơn 6,2 km. Với việc khẩn trương triển khai các dự án hạ tầng giao thông nói trên, thể hiện quyết tâm lớn của tỉnh Bình Dương trong đẩy mạnh xây dựng mạng lưới giao thông hiện đại kết nối đồng bộ với các tỉnh thành trong toàn vùng. Có hai công việc rất là quan trọng là thực hiện tốt cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Việc thứ hai là làm hồ sơ thủ tục cho đúng tiến độ, tổ chức đấu thầu cho đúng quy định. Để làm được việc đó thì lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng luôn bám sát các tiến độ của các công việc để tập trung chỉ đạo. Cái gói thầu nút giao Bình Chuẩn cũng đã được tổ chức triển khai và người dân cũng đang tích cực là hỗ trợ các cơ quan nhà nước để kiểm kê, kiểm đếm và đền bù giải phóng mặt bằng, và tiến độ tôi cho rằng là triển khai cũng khá tốt. Thì nhân dịp này tôi cũng muốn người dân Bình Dương hãy cố gắng là đồng lòng với nhà nước để chúng ta cùng thực hiện một cái tuyến đường cho đẹp để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đường vành đai 3 đi qua địa bàn thành phố Thuận An sẽ góp phần hoàn thiện cái hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố, giúp cho cái sự phát triển của thành phố kinh tế xã hội là sẽ nhanh hơn và mạnh hơn. Đồng thời đây là một cái điều kiện, là một cơ hội để tạo cái sức bật, đặc biệt là sức bật phát triển đô thị và thương mại dịch vụ của thành phố trong thời gian tới. Đối với thành phố Thuận An thì chúng tôi tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là vận động nhân dân là nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, và phối hợp cùng với đơn vị thi công là tháo gỡ những cái vướng mắc trên từng đoạn, từng tuyến để công trình triển khai
thi công đúng tiến độ. Nhiệm vụ của thành phố Thuận An sắp tới là sẽ triển khai hàng loạt các dự án để kết nối với lại các địa bàn lân cận và kết nối cho trục vành đai 3 này để tạo cái thế giao thông liên hoàn, đồng bộ để cái thành phố trong thời gian tới là phát triển về mọi mặt và về mọi lĩnh vực. Ngoài các công trình giao thông năm 2023, nhiều dự án đầu tư công đã được khởi công và chuẩn bị đầu tư như khu hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ trung tâm hành chính tỉnh, bãi đậu xe, công viên, cây xanh và hàng rào trạm xử lý nước thải thuộc khu quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, trường chính trị, chuẩn tỉnh Bình Dương, khu liên hợp văn hóa thể thao tỉnh Bình Dương, hai khu tái định cư tiếp giáp đường DT746 trên địa bàn thành phố Tân Uyên. Về tình hình giải ngân vốn đầu tư các công trình trọng điểm, trong năm 2023, tỉnh bố trí vốn cho 38 dự án trọng điểm với tổng số tiền trên 15.137 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm 2022 kéo dài 148 tỷ 520 triệu đồng, vốn năm 2023 là 14.988 tỷ đồng. Tính đến ngày 15 tháng 9 2023, tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công của tỉnh là 7.323,7 tỷ đồng, đạt 39,2% kế hoạch năm và đạt 81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh 6.398,1 tỷ đồng, đạt 38,7%, ngân sách cấp huyện 925,6 tỷ đồng, đạt 50%. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh cũng phát sinh một số khó khăn, nhất là khâu giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số dự án. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là gần 521 tỷ đồng. Tính đến tháng 9 2023, giá trị giải ngân hơn 460 tỷ đồng, đạt 88,3% kế hoạch. Kế hoạch vốn năm 2023 được giao là 21.793 tỷ đồng, nhưng giá trị giải ngân mới được 8.601 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch tỉnh giao và đạt 66,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hay như Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh được giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công là 676 tỷ đồng, gồm 26 dự án. Thế nhưng, khối lượng thực hiện đến đầu tháng 9 2023 là 97.931 tỷ đồng, đạt 14,41% so với kế hoạch được giao. Ước giải ngân cả năm 2023 là 250.601 tỷ đồng, ước đạt 37,07% so với kế hoạch. Có rất nhiều khó khăn trong cái công tác là thi công các công trình trọng điểm, trong đó đặc biệt là cụm bệnh viện cũng có nhiều cái khó khăn vướng mắc. Đối với cái cụm dự án này thì theo cái tình hình chung, kinh tế khó khăn chung thì một số cái nhà thầu khó khăn về mặt tài chính và tỏ ra hụt hơi trong cái thời gian vừa qua. Tình hình nhân sự cũng như chuỗi cung ứng cung cấp sản phẩm cho công trình đều bị ứ động lại, và hầu hết các sản phẩm đều có hiện tượng là tăng giá thị trường. Do đó thì một số nhà thầu cũng gặp khó khăn trong cái việc mà đặt hàng, nhập hàng về công trình. Các nguyên nhân được Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng chỉ ra là do một số quy định pháp luật chưa đồng bộ, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả, nhiều vướng mắc chưa được xử lý căn cơ, dứt điểm như công tác giải phóng mặt bằng, năng lực về thẩm định, kiểm tra, giám sát thi công, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, chậm giải ngân, chậm quyết toán. Một số dự án chuẩn bị đầu tư vướng quy hoạch phải thực hiện song song việc điều chỉnh quy hoạch và lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư. Ngoài ra, một số dự án vướng mặt bằng và công tác đền bù giải tỏa còn chậm nên việc triển khai thi công cũng gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm như dự án vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương, xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập đến Bầu Bàng thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên Phú Giáo Bầu Bàng, đường DT746 đoạn ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa, nạo vét gia cố suối Cái đoạn từ Thợ Ụt sông Đồng Nai, đường từ Tân Long, Lai Uyên, đường 30 tháng 4, Bình Thắng, Dị An, đường dẫn vào cầu vượt sông Đồng Nai, cầu Bạch Đằng 2, tuyến đường trục chính Đông Tây, đoạn từ quốc lộ 1A, bến xe miền Đông mới, đến giáp quốc lộ 1K. Bên cạnh đó, một số dự án đang chuẩn bị đầu tư như nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Công Chúa Ngọc Hân qua đoạn 3 tháng 2, đi DH501, giáp tuyến đường tàu lực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo Bào Bàng, đường từ lộ 7A đến trung tâm hành chính xã An Điền, thị xã Bến Cát, khu tái định cư tiếp giáp DT746 trên địa bàn thành phố Tân Uyên,
mở rộng đường DH504, đường DH506, đường Vĩnh Phú 32, xây dựng trường chính trị chuẩn tỉnh Bình Dương, cải tạo mở rộng trường Trung học phổ thông Dĩ An, trường Tiểu học Lái Thiêu 2, trường Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B, trường Trung học cơ sở Hội Nghĩa. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, sớm đưa các dự án đầu tư công vào sử dụng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố và ngành chức năng chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống hạ tầng lưới điện đối với dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên Phú Giáo Bảo Bàng, đường Vành Đai 3, 4. Đối với các công trình chuẩn bị triển khai, các ngành và địa phương cần tính toán kỹ, dự toán kinh phí, tránh tình trạng điều chỉnh vốn nhiều lần. Đồng thời, tỉnh tiếp tục kiến nghị các bộ ngành trung ương hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi trong di dời hạ tầng kỹ thuật và định mức chi phí trong thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư. Chủ trương đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng. Đặc biệt, để giải quyết căn cơ các khó khăn vướng mắc trong phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó ưu tiên các công tác giải tỏa, bồi thường. Kết cấu hạ tầng phát triển chính là điều kiện tiên quyết mở ra khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư, phát triển các ngành kinh tế chủ chốt, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế Bình Dương. Với quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị, địa phương cùng với sự hỗ trợ của Trung ương trong việc triển khai đầu tư các công trình, dự án trọng điểm mang tính kết nối vùng, tin rằng Bình Dương sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, từ đó tạo ra cực phát triển trọng điểm thúc đẩy nền kinh tế của cả nước. Chương trình Công nghiệp và Đô thị hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm, theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.